Cổ chân nhân chương 2247, truyền nhân nhạc thổ 1. Thiên bà Toa La cũng là công phòng nhất thể, ngay cả đại đồng phong cũng không làm gì được. Hiện tại phượng cửu ca giáp công đại thụ màu bạc cũng không có tác dụng gì. Lần này tấn công phúc địa Lan Gia, thực lực mà phái Lan Gia thể hiện đã vượt qua dự kiến của thiên đình. Trong lòng phượng cửu ca đã sớm có thoái ý. Nhưng trước khi rút lui, ta còn có chuyện để làm. Ông mỉm cười, thôi động sát chiêu tiên đạo điều tra thân hình như ánh sáng lóe lên rồi biến mất chỉ một lát ông đã vượt qua một khoảng cách rất dài rơi xuống trước mặt cổ nguyệt phương chính chính là ngươi cổ nguyệt phương chính còn chưa kịp phản ứng đã bị phượng cửu ca trấn áp thu vào trong tiên khiếu còn có nơi này nữa phượng cửu ca bay vụt lên cao rơi xuống một đại lục nào đó nhìn thấy đảng hồn sơn thu ông thôi động sát chiêu tiên đạo đã sớm chuẩn bị thu bí cảnh thiên địa này vào trong tiên khiếu. Những vân thành này, mặc dù đều là phàm cổ ốc, nhưng bên trong sinh sống không ít mau nhân tinh nhuệ, đều là chủng tử của tiên phái Lan Gia. Không tệ, không tệ, thu hết. Tiếp theo, Phượng Cửu Ca ra tay thu rất nhiều vân thành bên trên đại lục vân cái vào trong túi. Khi ông hành động đều bị tiên trận siêu cấp điên cuồng chặn đánh. Đáng tiếc tiên trận này đã bị Phượng Cửu Ca chia mất nhiều tầng. Về phần thiên bà Toa La, nó vẫn luôn bị Đại Đồng Phong kiềm chế. Một khi thoát khỏi, Đại Đồng Phong sẽ bành trướng, khiến cho khổ công trước đó của địa linh lan gia đều tan thành bọc nước, vì thế không thể chạy đến ngăn cản được. Đây là khí tức gì vậy? Khi đang tung hoành, Phượng Cửu Ca điều tra được khí tức cổ trí tuệ, khiếp sợ không thôi. Ông rất nhanh đến trước mặt cổ trí tuệ. Phượng Cửu Ca cả kinh đến mức đồng tử co rụt lại, nếu ta không tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin. Đây là cổ trí tuệ cửu chuyển. Cho dù phượng cửu ca đối mặt với cổ trí tuệ, cũng không khỏi rúng động tinh thần. Đây chính là cổ trí tuệ. Bên trong nhân tổ truyện đã từng ghi chép là tiên cổ bản mệnh của tinh túc tiên tôn. Kỳ danh không ai không biết, không người không hay. Không nghĩ đến hôm nay, trong tình huống như thế này, nó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt phượng cửu ca. Bên trong phúc địa lan gia lại có che giấu cổ trí tuệ. Phượng cửu ca chấn động, nhất thời không kiềm chế được nhưng rồi ông chợt tỉnh táo lại tinh mang trong mắt ông tăng vọt cẩn thận quan sát cổ trí tuệ trước mắt ông giật mình phát hiện cổ trí tuệ cửu chuyển rõ ràng là tiên cổ hoang dã một ý niệm trong nháy mắt chiếm lấy đầu phượng cửu ca đó chính là mang cổ trí tuệ cửu chuyển này đi sát chiêu tiên đạo đắc bảo ca ông thôi động sát chiêu với cường độ trước nay chưa từng có bắn ra uy năng đẳng cấp bát chuyển đắc bảo ca có thể trợ giúp phượng cửu ca luyện hóa tiên cổ hoang dã tiếng ca thân thiết ấm áp tràn ngập khí tức hài hòa trong tiếng ca vốn cổ trí tuệ đang nhảy nhóc trong nhánh cây chợt yên tĩnh trở lại cổ trí tuệ cửu chuyển cổ tiên dị nhân đang khống chế tiên trận siêu cấp cũng chấn kinh cổ trí tuệ vốn được địa linh lan gia giấu bên trong thung lũng này cổ tiên dị nhân ba tộc chung quy cũng chỉ là người ngoài vì thế mới không phát hiện được nhưng hiện tại nơi này đã bị phượng cửu ca phá hư cổ trí tuệ lộ ra ngoài khiến cho cổ tiên dị nhân ba tộc phát hiện ngay lập tức tuyệt không thể để y thu phục được cổ trí tuệ mau ra tay quấy nhiễu y đi địa linh lan gia gấp đến độ rống to vội vàng hạ lệnh sau đó lão lại bổ sung nhưng các ngươi phải chú ý tuyệt đối không được hủy cổ trí tuệ không cần địa linh lan gia nhắc nhở cổ tiên dị nhân ba tộc không người nào là không biết giá trị quan trọng của tiên cổ cửu chuyển nhưng lúc này muốn quấy nhiễu phượng cửu ca nhưng lại không thể để liên lụy đến cổ trí tuệ đang gần trong gan tất nắm chắc phân tất trong đó đối với những cổ tiên dị nhân vừa mới sử dụng thành thạo tiên trận vô cùng khó khăn cổ tiên dị nhân đành phải kiên trì khống chế tiên trận bắn ra đủ loại thế công đánh úp về phía phượng cửu ca phượng cửu ca khẽ quát một tiếng thôi động sát chiêu nhất khúc chi sĩ nhất khúc chi sĩ đắc bảo bay về phía cổ trí tuệ những khúc sĩ còn lại trợ giúp phượng cửu ca ngăn cản hoặc chặn đường công kích của tiên trận khi cổ tiên dị nhân ra tay hơi nặng thế công có thể gây nguy hiểm cho cổ trí tuệ phượng cửu ca còn chủ động ngăn cản giữ gìn cổ trí tuệ cổ trí tuệ phát hiện nguy hiểm bản năng cầu sinh chiếm thượng phong liền phi thân chạy trốn khúc sĩ đắc bảo ở đằng sau đuổi theo không bỏ nhưng không hề có hiệu quả phượng cửu ca nhìn thấy tâm lập tức chìm vào đáy cốc Cổ Trí Tuệ cao đến cửu chuyển, mặc dù đắc bảo ca rất lợi hại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bác chuyển mà thôi, khó mà có hiệu quả đối với cổ trí tuệ. Không chiếm được thì hủy nó. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Phượng Cửu Ca, lập tức bị ông bác bỏ. Đây chính là cổ trí tuệ cửu chuyển. Cứ như vậy mà phá hư nó, không khỏi đáng tiếc. Hơn nữa, con tiên cổ này đã từng là vật của Tinh Túc Tiên Tôn. Nếu có thể chiếm được, đối với Phượng Cửu Ca mười đại cổ phái trung châu thậm chí là thiên đình đều cực kỳ có ích phượng cửu ca không cam tâm ông không muốn cứ như vậy mà từ bỏ không được đi phượng cửu ca nhào về phía cổ trí tuệ tốc độ của cổ trí tuệ rất cao nhưng phượng cửu ca vẫn đuổi theo không bỏ cổ trí tuệ cảm nhận được sự uy hiếp của phượng cửu ca đột nhiên ông một tiếng bắn ra ánh sáng mãnh liệt vầng sáng trí tuệ phượng cửu ca không khỏi bị bao phủ bên trong vần sáng trí tuệ. Chỉ trong nháy mắt, vô số suy nghĩ liên tiếp nảy sinh trong đầu ông, trí tuệ thăng hoa, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Đủ loại nan đề, nghi hoặc tu hành trước đây đều đã được giải đáp trong nháy mắt. Mặc dù không đến mức có được đáp án ngay lập tức nhưng rất nhiều quan ải và bình cảnh cứ như vậy mà đột phá dễ dàng. Hỏng rồi. Phượng cửu ca chung quy vẫn là nhân vật truyền kỳ. Sau khi đắm chìm trong vần sáng trí tuệ mấy hơi thở, ông bỗng nhiên ý thức được sự không ổn. Ông cắn lưỡi của mình, ép mình tỉnh lại, sau đó lui nhanh. Sau khi thoát khỏi vần sáng trí tuệ, ánh mắt ông có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Cổ Trí Tuệ đang dần bay đi. Cổ Trí Tuệ đúng là lợi hại. Chỉ trong công phu ngắn ngủi, tuổi thọ của ta đã bị giảm đi nhiều như vậy. Trên trán phượng cửu ca, một sợi tóc xanh đã biến thành tóc trắng. Lần này ta đến bắt Cổ Nguyệt Phương chính thu lấy đảng hồn sơn đều có thủ đoạn cố ý an bài của tử vi tiên tử nhưng vạn lần không ngờ đến ở đây lại có cất dấu cổ trí tuệ cửu chuyển ta đã dốc hết khả năng nhưng chỉ dựa vào một mình ta hoàn toàn không có cách nào mang con cổ này đi phúc địa lan gia chỉ sợ cũng không cách nào luyện hóa được con cổ trí tuệ bằng không mà nói bọn họ đã sớm xuống tay với nó suy nghĩ trong đầu phượng cửu ca như điện tiên cổ duy nhất một con tiên cổ hoang dã đối với bất kỳ một cổ tiên nào, lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Huống chi bày trước mặt Phượng Cửu Ca là một con tiên cổ hoang dã Cửu chuyển. Trong đó còn có một điểm quan trọng hơn chính là con tiên cổ này chính là Cổ Trí Tuệ Cửu chuyển. Nếu Cổ Trí Tuệ bị bọn họ luyện hóa, cướp đoạt nó gần như không có khả năng. Nhưng hiện tại vẫn đang trong trạng thái hoang dã. Ta nhất định phải trở về, báo cáo tin tức trọng đại này cho môn phái và thiên đình biết lần tấn công phúc địa lan gia tiếp theo nhất định phải đoạt con tiên cổ này vào tay phượng cửu ca hít sâu một hơi ánh mắt lưu luyến không rời nhìn theo cổ trí tuệ đã co lại thành một hạt vừng sau đó bắt đầu thôi động sát chiêu tiên đạo sát chiêu lấy tiên cổ thất chuyển định tiên du làm hạch tâm tên là nhân lai nhân vãn do đại năng vũ đạo lương lương khai sáng phượng cửu ca cũng không diễn luyện quá thuần thục nhưng một chiêu này lại có ảo diệu khác biệt bình thường một khi thôi động không chỉ có thể di chuyển người đến bất cứ nơi nào trên đời này, hơn nữa còn có thể mang trở lại. Nửa phần trước là khó khăn nhất, nửa phần sau lại dễ dàng vô cùng. Ý chí của Lương Lương đã thôi động thành công chiêu này. Lúc này Phượng Cửu Ca chỉ thuận thế mà làm thôi, hoàn thành nửa phần sau mà thôi. Xoạt. Một tiếng vang nhỏ, Phượng Cửu Ca liền biến mất ngay tại chỗ. Sau mấy hơi thở, địa linh lan gia điều khiển cự nhân màu bạc chạy đến nơi. Đáng hận, Phượng Cửu Ca lại chạy thoát. Mười đại cổ phái Trung Châu, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Địa Linh Lan Gia nhìn một vòng phút Địa Lan Gia tan hoang, giận không kìm được, ngửa đầu gào thét. Nam Cương, bên trong sát chiêu chiến trường tiên đạo. Lục Quý Nhân thở dài một hơi. Tam sinh tam thế đã qua, Phương Nguyên cũng không bị ông ta độ hóa. Ta sai rồi. Ta còn tưởng rằng Phương Nguyên vô tình vô nghĩa hoặc tràn ngập căm phẫn, phẫn nộ mới có hành vi nguy hại thương sinh. Nhưng trên thực tế, tình cảm của hắn rất phong phú, không hề thiếu thốn. Mặc dù truy cầu sức mạnh nhưng lại không chút cố chấp. Chân chính thúc đẩy hắn làm như vậy chính là sự truy cầu của hắn. Sự truy cầu này đã cắm rễ vào chỗ sâu trong lòng hắn. Đừng nói là tam sinh tam thế, cho dù là bách sinh bách thế cũng không phá hủy được. Những loại người này hoàn toàn không cách nào độ hóa. Sư phụ, Diệp Phàm gọi lúc này không chỉ diệp phàm ngay cả đám người thương tâm từ còn có cổ tiên thiết diện thần cũng mở mắt tỉnh lại những cảnh tượng bên trong tam sinh tam thế khiến biểu hiện của mọi người đều sững sờ đều cảm nhận dư vị còn sót lại của nó ánh mắt lục quý nhân liếc nhìn một vòng sau đó dừng lại trên người thương tâm từ hốc mắt thương tâm từ phím hồng suýt chút nữa đã chảy nước mắt ý bi thương lộ rõ trên gương mặt trong tam sinh tam thế nàng đều có gút mắt tình cảm với phương nguyên Lục quý nhân âm thầm gật đầu, nói với mọi người, ta thất bại rồi. Tên ma đầu này không thể ngăn chặn, sắp phá được sát chiêu thoát khốn ra ngoài. Chúng ta đi mau. Diệp phàm giật mình, sư phụ, rõ ràng chúng ta đang có ưu thế mà. Lục quý nhân cười khổ, thật ra vi sư đã dốc hết toàn lực, mau đi nhanh thôi. Cố sư phàm nhân đều nghi hoặc. Thiếp diện thần và hai vị cổ tiên giật gia nhanh chóng suy đoán trong lòng. Thiếp diện thần nói thẳng, tiền bối họ lục lại am hiểu thổ đạo hẳn tiền bối là truyền nhân của chân truyền nhạc thổ sao lục quý nhân gật đầu không sai chính là lục mổ quả nhiên là như thế cổ tiên giựt da than thở một lần nữa hành lễ chào hỏi lục quý nhân đồng thời bọn họ đối với lục quý nhân cũng không có suy nghĩ gì nhạc thổ tiên tôn không hề có thủ đoạn sát phạt chân truyền nhạc thổ mà ông lưu lại cũng như vậy lục quý nhân am hiểu khốn địch cảm hóa địch nhân, đây chính là điểm đặc biệt nhất của chân truyền nhạc thổ. Nhìn chung, trong 10 đại tôn giả, tính tình của nhạc thổ tiên tôn là nhân hậu nhất. Một tay ông đã xoa dịu thương tổn do u hồn ma tôn gây nên cho thiên hạ, bình định lại trật tự. Nhưng không biết tại sao, nhạc thổ tiên tôn lại không lựa chọn thiên đình, mà ở lại Nam Cương, lưu lại chân truyền nhạc thổ của mình trên vùng đất này. Trung Châu, Thiên Đình Thương khung màu bạc, ngàn vạn lâu vũ Bích quang lóe lên, Phượng Cửu Ca xuất hiện bên trong cung của Tử Vi tiên tử. "Tham kiến Tử Vi đại nhân." Phượng Cửu Ca trong nháy mắt lấy lại tinh thần, chắp tay nói. Trong cung điện lớn như thế, Tử Vi tiên tử xếp bằng trên giường mây. Nhìn thấy Phượng Cửu Ca trở về, nàng liền ung dung mở hai mắt ra. Chỉ trong chốc lát, con ngươi của nàng lóe lên ánh sáng vô biên, chiếu rọi toàn bộ căn phòng. Phượng Cửu Ca không nói gì, một con cổ trùng tính đạo bay thẳng ra tử vi tiên tử nhận lấy dùng tinh thần quét qua liền biết được kết quả trước sau phượng cửu ca ngươi không hổ danh là người hộ đạo của đại mộng tiên tôn lần này làm không tệ tử vi tiên tử không tiếc lời tán thưởng phượng cửu ca mỉm cười đây là cổ nguyệt phương chính nói xong ông mở cánh cửa tiên khiếu thả tù binh ra hai mắt cổ nguyệt phương chính nhắm nghiền do trúng thủ đoạn của phượng cửu ca rơi vào trạng thái ngủ say ý chí của phương nguyên trên người y cũng bị phượng cửu ca trấn áp phượng cửu ca đặt cổ nguyệt phương chính dưới đất cảm thán ta đã kiểm tra hồn phách của người này phương nguyên quả nhiên là ma đầu lãnh khốc vô tình muốn luyện em trai ruột của mình thành huyết thần tử nhưng ta có chút không hiểu người này chẳng qua chỉ là phàm nhân mặc dù có quan hệ chặt chẽ với phương nguyên sao ngài lại coi trọng y như vậy giọng điệu tử vi tiên tử rất ung dung thiên đạo cân bằng âm dương hổ chuyển gần hang động độc vật thường có thảo dược giải độc sinh trưởng. Cổ Nguyệt Phương Chính và Phương Nguyên sinh sống với nhau một thời gian dài, chính là trở ngại mà thiên đạo đặc biệt thiết kế để cản đường Phương Nguyên. Nếu bồi dưỡng thỏa đáng, trong tương lai sẽ có tác dụng rất lớn trong việc đối phó với Phương Nguyên. Thì ra là thế. Phượng Cửu Ca gật đầu. Đáng tiếc. Tử Vi Tiên Tử vừa nói vừa lục soát hồn phách Phương Chính, thở dài một tiếng, nói tiếp, Phương Nguyên còn chưa luyện ra huyết thần tử, tiếp tục tu hành huyết đạo như kiếp trước bằng không trên tru ma bản của chúng ta đã sớm khóa chặt vị trí của phương nguyên theo ta thấy phương nguyên còn chưa biết kiếp trước hắn tu thành huyết đạo cũng là do thiên ý cố ý bố trí kiếp này hắn không tu hành huyết đạo vì thế mới có khí số hộ thân túc mệnh cổ còn chưa chữa trị xong vi năng diệu dụng của vận đạo được nâng cao thường vô cùng rõ ràng lần này ngươi có thể thành công thuận lợi quay lại cũng bởi vì ngươi là người hộ đạo vận khí cường thịnh không bị phương nguyên áp chế phượng cửu ca gật đầu xử lý đảng hồn sơn như thế nào cổ trí tuệ bên trong phúc địa lan gia tính như thế nào ngươi lấy ra là được tử vi tiên tử mỉm cười phượng cửu ca hơi ngẩn người chợt lấy đảng hồn sơn từ trong tiên khiếu ra dãy núi do thủy tinh màu đỏ tạo thành vốn rất to lớn nhưng khi rơi xuống cung tử vi tiên tử cũng đã được ngăn chặn giảm nhỏ xuống thành bàn tay tinh xảo vô cùng u hồn ma tôn tung hoành thiên hạ tàn sát thương sinh khai sáng hồn đạo thiên đình chính là khôi thủ chính đạo khi u hồn ma tôn còn chưa thành tôn đã cảm nhận được uy hiếp của ông ta vẫn luôn chiến đấu với u hồn ma tôn có thể nói là biết người biết ta sau khi u hồn ma tôn chết hồn đạo không ngừng phát triển mặc dù đã bị nhạc thổ tiên tôn chèn ép nhưng thiên đình lại nắm giữ thủ đoạn đối với hồn đạo đã đạt đến tình trạng cực kỳ tinh thâm thậm chí cổ tiên tu hành hồn đạo cũng không phải số ít. Đảng hồn sơn ngưng tụ thành rất nhiều đạo ngưng hồn đạo, chính là bí cảnh thiên địa về hồn đạo. Tử vi tiên tử đã có thủ đoạn giúp phượng cửu ca thu lấy ngọn núi này, tất nhiên có thủ đoạn cao thâm hơn, có thể giúp đảng hồn sơn co lại thành một mô hình. Tử vi tiên tử vẫy tay một cái, ngọn đảng hồn sơn giống như không có trọng lượng trôi đến tay của nàng. Dịu quá thay, dịu quá thay. Tử vi tiên tử thưởng thức một chút, vui mừng gật đầu, có ngọn núi này, chúng ta sẽ có được nguồn đảm thạch cổ không ngừng. Kim Hoàng sẽ như hổ thêm cánh khi thăm dò mộng cảnh. Phượng Cửu Ca mỉm cười. Có thể trợ giúp được con gái của mình, ông thân là cha, tất nhiên cũng cao hứng. Về phần cổ trí tuệ, tử vi tiên tử trầm ngâm một chút, chúng ta nhất định phải bắt được con cổ này. Cửu ca, ngươi xuống dưới tỉnh dưỡng. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Tấn công phúc địa lan gia lần thứ hai, đối phương nhất định cảnh giác vô cùng, chuẩn bị đầy đủ. Phương Nguyên chỉ sợ cũng sẽ trở về. Điều này cần tử vi tiên tử mưu đồ kỹ càng hơn. Vâng. Phượng Cửu Ca cáo từ. Rời khỏi tử vi cung, rời khỏi thiên đình, Phượng Cửu Ca trở về Linh Duyên Trai. Tử vi tiên tử cũng rời khỏi tử vi cung, một tay nhẹ nhàng nâng đảng hồn sơn chạy chậm. Một lát sau, nàng đến trước một đại điện đen nhánh bên trên bản hiệu của đại điện có viết ba chữ to, điện trấn hồn. Đương nhiên, đây là tiên cổ ốc bác chuyển dùng để trấn áp u hồn ma tôn. Tử vi tiên tử vừa mỉm cười vừa mang đảng hồn sơn đến trước mặt u hồn ma tôn. Ma tôn, ngươi nhìn đi, đây là cái gì? Tử vi tiên tử lên tiếng. U hồn ma tôn vẫn im lặng như sắc. Tử vi tiên tử gật đầu, quả nhiên là ngoan cố không thay đổi, nhưng ta mang ngọn núi này đến cũng không phải là để đã kích tâm trí của ngươi. Ta biết ngươi đã từng dùng qua ngọn núi này, cũng là nơi mà ngươi tu hành một thời gian dài. Đúng lúc trong tay ta có một chiêu, chỉ cần dùng đồ có liên quan mật thiết với ngươi, nó có thể dao động tinh thần của ngươi, phát họa ra được những ký ức có liên quan. U hồn ma tôn vẫn yên lặng như chết. Nụ cười trên mặt tử vi tiên tử dần dần biến mất, bên trong ánh mắt bắn ra lãnh mang như điện. Cho đến nay, nàng luôn cảm thấy bó tay trước sự ngoan cố của u hồn ma tôn muốn vơ vét ký ức quý giá của u hồn ma tôn tiến triển quá mức bé nhỏ hiện tại có được đảng hồn sơn tử vi tiên tử giống nhu có được chỗ đột phá ngàn năm một thuở nàng muốn thử với u hồn ma tôn đầu tiên xem sao sau một khắc sát chiêu tiên đạo thôi động toàn bộ điện trấn hồn phát ra tiếng ông ông sau đó lóe lên ánh sáng vạn trường ánh sáng chiếu rọi bên trên đảng hồn sơn đồng thời cũng bao phủ u hồn ma tôn u hồn ma tôn cực lực chống cự nhưng uy năng của chiêu này quá lớn từng màn ký ức có liên quan đến đảng hồn sơn quả nhiên đã bị tử vi tiên tử lấy ra u hồn ma tôn còn trẻ ngoài ý muốn phát hiện đảng hồn sơn trong lúc khiếp sợ còn có cùng hỉ trải qua quá nhiều khó khăn trắc trở u hồn rốt cuộc đã chiếm được đảng hồn sơn lén lút tu hành u hồn trầm tư suy nghĩ rốt cuộc cũng nghĩ ra được cách di chuyển đảng hồn sơn rồi lại trải qua một phen khó khăn trắc trở cuối cùng thu được ngọn núi này vào trong túi u hồn khai sáng hồn đạo dần dần phát hiện đảng hồn sơn có nhiều tác dụng hơn không chỉ đơn giản khai thác đảm thạch cổ như vậy ông khai sáng ra đại trận đảng hồn có thể lợi dụng rất nhiều đạo ngân hồn đạo bên trên đảng hồn sơn để phát huy uy năng kinh khủng tuyệt luân của đại trận ồ đã có tiên trận đảng hồn vì sao phương nguyên lại không bố trí là do cảm thấy yên tâm vì phúc địa lan gia đã an toàn hay là cảm thấy tiên trận này cần quá nhiều tiên cổ tử vi tiên tử nhìn thấy không khỏi suy nghĩ nhưng rất nhanh nghi vấn này của nàng đã có câu giải đáp thì ra một khi đảng hồn sơn bố trí thành tiên trận nó sẽ khó mà sản xuất được đảm thạch cổ tử vi tiên tử tiếp tục xem tiếp từng màn có liên quan đến đảng hồn sơn đã tái hiện lại cảnh tượng tu hành của u hồn ma tôn mặc dù đa số đều không quan trọng nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều nội dung tu hành quý báu cho dù là đối với thiên đình cũng là thu hoạch không tầm thường sau khi u hồn thành tôn ông ta đã cất đảng hồn sơn vào trong thị tỉnh sau đó sử dụng sát chiêu tiên đạo lợi dụng thị tỉnh cải tạo đảng hồn sơn ký ức tái hiện một phần khiến cho tử vi tiên tử chấn động trong lòng chiêu ngay ngắn rõ ràng này vô cùng lợi hại thị tỉnh là bí cảnh thiên địa luật đạo nhưng đạo ngân hồn đạo bên trên đảng hồn sơn lại có thể chống lại trụ đạo. Điều này chỉ sợ là đầu nguồn ảo diệu của cổ tiên thai chí tôn. Tử vi tiên tử đã sớm suy tính ra cổ tiên thai chí tôn, biết được diệu dụng vô song của nó. Dù sao phương nguyên trong nhiều lần chiến đấu đã tiết lộ rất nhiều manh mối trân quý. Nàng nghĩ một chút cũng không sai. Cổ tiên thai chí tôn có thể khiến cho tất cả đạo ngân không bài xích nhau, nguồn gốc của nó chính là nằm ở thị tỉnh, nằm ở một chiêu ngay ngắn rõ ràng cải tạo đảng hồn sơn lần này đã khiến u hồn ma tôn bỏ ra cái giá thật lớn nhưng lại rất đáng giá đảng hồn sơn từ nay về sau có thể dùng tiên chiêu trụ đạo dễ dàng hồi phục lại trạng thái quá khứ ký ức sau đó là u hồn ma tôn lợi dụng đảng hồn sơn thôi diễn ra rất nhiều sát chiêu tiên đạo quy năng của những sát chiêu này vô cùng kinh khủng và tuyệt luân nhưng thường sẽ làm hư hao bản thể đảng hồn sơn nhưng cứ cách một khoảng thời gian u hồn ma tôn sẽ sử dụng thủ đoạn trụ đạo khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh trước đây của đảng hồn sơn những thủ đoạn này thật sự tuyệt diệu có thể thành tựu ma tôn quả nhiên tài tình kinh thiên tinh mang trong mắt tử vi tiên tử không ngừng lưu chuyển tán thưởng không thôi sát chiêu tiên đạo đều là nội dung tu hành trân quý có lợi ích rất lớn đối với thiên đình nhất là đảng hồn sơn cũng đã cướp được những sát chiêu tiên đạo này đều có thể vận dụng trong số rất nhiều sát chiêu có một chiêu khiến tử vi tiên tử coi trọng. Chiêu này có thể trực tiếp dẫn bạo đảng hồn sơn, hình thành một trận hồn bạo kinh khủng. Bất cứ hồn phách sinh linh nào cũng đều có thể dẫn bạo, hình thành hồn bạo. Hồn bạo hồn thú thường đã có uy lực kinh người, mà chiêu hồn bạo đảng hồn sơn lại càng siêu việt cực hạn, khiến cho cả dãy núi có thể hồn bạo. Chật chật. Con người tử vi tiên tử bỗng nhiên co rụt lại, ý thức được sự không ổn. Bành. Sau một khắc, vụ nổ kinh thiên động địa phát sinh. Cả ngọn đảng hồn sơn nổ thành bụi phấn. Mặc kệ là tử vi tiên tử hay là u hồn ma tôn, tất cả đều bị bao phủ bên trong vụ nổ. Nam Cương Vạn Giao Tiếng rồng vang lên, khiến toàn bộ chiến trường tiên đạo hoàn toàn bị phá tan. Vẫy bạc như biển, phương nguyên bắn nhanh ra như điện. Thoát khốn, hắn lập tức nhận được một loạt tin tức cầu viện. Cái gì? Phúc Địa Lan Gia bị thiên đình tập kích. Là do Phượng Cửu Ca dẫn đội. Phương Nguyên không khỏi giật mình. Hắn gặp phải lục quý nhân, tạm thời bị nhốt. Cùng lúc đó, Phúc Địa Lan Gia bị thiên đình tập kích. Nếu nói giữa hai việc này không có liên quan, ngay cả quỷ cũng không tin. Ồ, đã bại lui sao? Đa số cổ tiên Trung Châu bỏ mình, chỉ còn một mình Phượng Cửu Ca còn sống. Phương Nguyên đọc tin tức Địa Linh Lan Gia truyền đến, rồi lại xem đến tin Mao Lục. Mao Lục là gián điệp ảnh tông xếp vào phái Lan Gia, là người của Phương Nguyên. Tin tức của gã là đáng tin nhất. Thông qua thư Mao Lục, Phương Nguyên nhanh chóng hiểu được những gì đã diễn ra. Thì ra Phượng Cửu Ca thấy thế cục không ổn, chủ động rút đi. Tin mang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên. Nhưng nơi này không phải là nơi để cho hắn đứng suy nghĩ. Ở lâu, cổ tiên bác chuyển thế lực chính đạo Nam Cương có thể chạy đến nơi. Phương Nguyên nhanh chóng rút lui. Ở trên đường, Hắn thôi động thủ đoạn lưu lại, ngang nhiên dẫn bạo đảng Hồn Sơn. ha ha thiên đình tập kích Phúc Địa Lan Gia, hiển nhiên là đã dự mưu từ lâu. Thủ đoạn Bạc Sơn cũng không phổ biến, nhưng Phượng Cửu Ca lại có thể mang đảng Hồn Sơn đi, đây là trăm phương nghìn kế muốn cắt đứt căn cơ của ta. Đáng tiếc, đảng Hồn Sơn của ta sao có thể dễ dàng bị cướp đoạt như vậy. Phương Nguyên cất đảng Hồn Sơn vào Phúc Địa Lan Gia, một mặt là để thể hiện thành ý hợp tác, để Phúc Địa Lan Gia ra lực kinh doanh đảm thạch cổ tiết kiệm tinh lực cho hắn mặt khác phương nguyên cũng lưu lại chuẩn bị phía sau không sợ phái lan gia hoặc các cổ tiên khác nuốt sống đảng hồn sơn của hắn bay nhanh trên đường phương nguyên rót tinh thần vào trong tiên khiếu của mình giang sơn như cố hắn thôi động tiên cổ lục chuyển nhắm ngay một tảng đá lớn tảng đá này có nguồn gốc của đảng hồn sơn là một phần phương nguyên đã sớm cắt đi lúc này đảng hồn sơn chủ thể đã tự bạo tảng đá này là tảng đá đảng hồn sơn duy nhất còn sót lại trên thế gian khi phương nguyên sử dụng giang sơn nhu cũ tảng đá dần dần bành trướng sau đó phòng lớn bắt đầu biến thành đảng hồn sơn hoàn chỉnh bí cảnh thiên địa cũng giống như tiên cổ là duy nhất lúc trước đảng hồn sơn đã được u hồn ma tôn cải tạo tảng đá này được cổ giang sơn như cố chiếu rọi nhất định có thể một lần nữa trở thành đảng hồn sơn hoàn chỉnh phương nguyên có đủ lòng tin mặc dù đảng hồn sơn đã bị đoạt nhưng hắn cũng không mất đi. Qua một khoảng thời gian nữa, đảng Hồn Sơn sẽ trở lại tay của hắn. Nhưng quá trình này hơi dài. Dù sao cổ Giang Sơn như cố cũng chỉ có lục chuyển, còn đảng Hồn Sơn lại tương tự tiên cổ cửu chuyển. Phương Nguyên giữ lại tảng đá đảng Hồn Sơn, thể tích còn kém xa toàn bộ đảng Hồn Sơn. Thiên đình mưu đồ từ lâu, lại do Phượng Cửu ca ra tay, Phương Nguyên trước sau tổn thất rất nhiều. Đầu tiên là không đoạt được thượng cực thiên ưng, tiếp theo là đảng hồn sơn tạm thời bị hủy diệt. Muốn tái hiện lại đảng hồn sơn, phải cần một khoảng thời gian, còn có rất nhiều tiên nguyên rót vào, cuối cùng phương chính bị bắt làm tù binh, kế hoạch tu hành huyết thần tử của hắn sẽ gặp khó. Điều may mắn chính là, cổ trí tuệ vẫn không bị mang đi, còn chưa bị hủy diệt. Tình cảnh lúc đó thật ra rất nguy hiểm. Nếu Phượng Cửu Ca quyết định hủy đi cổ trí tuệ, chỉ dựa vào bản thân cổ trí tuệ, rất khó có hy vọng sinh tồn. Nhưng cuối cùng Phượng Cửu Ca vẫn không ra tay hạ sát. Điều này khiến Phương Nguyên cảm thấy may mắn, đồng thời cũng hiểu được đã kích tiếp theo của thiên đình sẽ liên tiếp không ngừng. Phượng Cửu Ca chủ động rút lui, cũng nói rõ thiên đình chắc chắn sẽ có đợt tấn công lần nữa. Nhưng khi nào thì tấn công? Lần tấn công Phúc Địa Lan Gia tiếp theo, thiên đình sẽ phái ai đến? Và thông qua phương thức gì? Đây đều là vấn đề. Phương Nguyên rơi xuống một sơn cốc bình thường. Lúc này, hắn đã hoàn toàn rời xa chiến trường. Trên đường đi, hắn vẫn chú ý rất cẩn thận, nhưng tạm thời là an toàn. Phương Nguyên thu liễm khí tức, tiện tay bày ra cổ trận dự cảnh, sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng, tiến hành suy tính. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong đầu đã biết được toàn bộ sự kiện, giống như tự mình trải qua trận kịch chiến giữa Phái Lan Gia và Phượng Cửu Ca có thể xác định tiên cổ định tiên du đang ở trong tay thiên đình, hơn nữa còn tăng lên thất chuyển, còn có một bộ sát chiêu tiên đạo. Bất luận dị biến nào ở phúc địa Lan Gia cũng đều không thoát khỏi ánh mắt của địa linh Lan Gia. Cảnh tượng đám người phượng cửu ca bỗng nhiên xuất hiện cũng đã sớm được địa linh Lan Gia ghi tạc trong lòng. Những manh mối tương tự đều được đưa đến tay Phương Nguyên. Có đầy đủ manh mối, cộng thêm nội tình trí đạo của Phương Nguyên, giúp cho hắn hiểu được làm thế nào Phượng Cửu Ca có thể tập kích nội bộ phúc địa Lan Gia. Để phòng ngừa tiên cổ định tiên du, ta đã thay đổi diện mạo của đảng Hồn Sơn. Chuyến đi này của Phượng Cửu Ca lại xuất hiện bên trên ba đại lục. Tin tức bị tiết lộ, chỉ sợ có liên quan đến cổ tiên bao nhân bị mất tích. Muốn thay đổi hình dáng mặt đất trên ba đại lục, quả thật phải hao phí một phen công phu. Cho dù làm như vậy, chỉ sợ không ngăn cản được thiên đình tiếp tục xâm lấn. Nếu ta đoán không sai, mặc dù cổ tiên thiên đình không thành công bố trí cổ trận tiên đạo, nhưng chỉ nhìn phượng cửu ca dễ dàng rút lui như thế, nhất định là đã lưu lại hậu thủ gì bên trong phúc địa lan gia. Đủ loại suy nghĩ thoáng hiện trong đầu phương nguyên. Thiên đình không ra tay thì thôi, vừa ra tay là long trời lỡ đất. Nếu không phải trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên đã vì tình huống đó mà làm ra đủ loại phương pháp dự phòng, trong tình trạng mất đi luyện lô, chỉ sợ Phúc Địa Lan Gia đã bị Phượng Cửu Ca thu lấy. Phương Nguyên đã làm đủ nhiều, nhưng nội tình thiên đình quá mức thâm hậu. Giống như lần này, chỉ dựa vào phương pháp còn sót lại của đại năng trụ đạo lương lương, đám người Phượng Cửu Ca đã tiến vào phúc địa lan gia một cách dễ dàng. Đối thủ như thiên đình rất khó khăn cản. Bởi vì hắn không biết bọn họ còn bao nhiêu ác chủ bài. Phương Nguyên thở dài một tiếng, lúc này mới bắt đầu liên lạc với địa linh Lan Gia. Hắn đem tình huống của mình báo lại cho địa linh Lan Gia biết, đồng thời cũng nói ra suy đoán của mình. Lục Quý Nhân rất có khả năng là truyền nhân của nhạc thổ tiên tôn. Mặc dù địa linh Lan Gia cũng có oán hận, trong thời khắc quan trọng Phương Nguyên cũng không xuất hiện, nhưng những gì Phương Nguyên nói là thật, địa linh Lan Gia cũng không tiện truy cứu điều gì. Lần này thiên đình tấn công cũng không đắc thủ, lại phát hiện cổ trí tuệ, tất sẽ chạy đến lần nữa. Phương Nguyên ngươi thân là thái thượng trưởng lão Phái Lan Gia, Phái Lan Gia cần chiến lực của ngươi mau trở lại trấn thủ đi. Địa Linh Lan Gia cười nói. Phương Nguyên mỉm cười. Điều này không có khả năng. Phúc Địa Lan Gia hoàn toàn đã giúp đỡ Phương Nguyên rất nhiều, cũng được xem là hang ổ của Phương Nguyên, nhưng muốn Phương Nguyên vì thế mà chịu trói buộc, không có khả năng. Trước mắt, Thiên Đình đang nắm đại thế trong tay. Chỉ cần chữa trị túc mệnh cổ, nhất định đứng ở thế bất bại. Nếu Phương Nguyên trấn thủ bên trong Phúc Địa Lan Gia, thiên đình nhất định sẽ cười đến no bụng. Đây chính là điều mà bọn họ muốn nhìn thấy nhất. Phương Nguyên trấn thủ phúc địa lan gia, hoàn toàn không có đường ra. Hắn nhất định phải không ngừng xông xáo, tìm kiếm tài nguyên tu hành, giúp bản thân nhanh chóng trưởng thành. Khi trưởng thành đến một trình độ nhất định, Phương Nguyên sẽ đến lấy chân truyền hồng liên. Mặc kệ chân truyền có thể trợ giúp hắn được bao nhiêu, hắn cũng muốn trong vòng 10 năm phá đi đại kế chữa trị túc mệnh cổ của thiên đình. Chỉ có làm như vậy, hắn mới không phải thất bại mà bỏ mình. Và đây cũng là đường ra duy nhất. Bằng không, chờ chữa trị túc mệnh cổ xong, cổ tiên khắp thiên hạ sẽ chịu sự an bài của túc mệnh cổ, thiên ngoại chi ma giống như phương nguyên có được bao nhiêu. Thiên đình leo lên đỉnh phong, phương nguyên tuyệt nhiên không phải đối thủ. Cho dù phúc địa lan gia bị công phá, cổ trí tuệ bị phá hủy, ta cũng sẽ không vì phúc địa lan gia mà nhiễu loạn đại kế tu hành của mình ánh mắt Phương Nguyên lóe lên ánh sáng lạnh khóc. Đương nhiên, mấy lời này hắn sẽ không đi nói với địa linh lan gia. Minh ước trên người hắn không trói buộc được hắn. Trong khoảng thời gian vừa qua, tiên trận khiết thân tự hảo cũng không phải bày không. Chúng ta hãy nói một chút về vấn đề bồi thường đi. Phương Nguyên qua loa vài câu, sau đó nói với địa linh lan gia. Ơ! Ờ. Sắc mặt địa linh lan gia trầm xuống. Lúc trước, lão và Phương Nguyên đã từng ước định qua, nếu đảng hồn sơn và cổ trí tuệ bị tổn hại hoặc mất đi, phải dựa theo giá trị mà bồi thường gấp 10. Cổ trí tuệ còn chưa bị hủy, điều này khiến địa linh lan gia thở vào một hơi, nhưng đảng hồn sơn. Ít nhất là bây giờ nó đã bị mất đi. Ngươi cũng biết, nếu thiên đình có được đảng hồn sơn, nhất định sẽ có nguồn cung cấp đảm thạch cổ vô tận. Đối với bọn họ mà nói là trợ lực đến cỡ nào? Phương Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV thấy địa linh lan gia im lặng, liền gây áp lực. Ngươi đừng nói nữa. Ta sẽ bồi thường cho ngươi, ngươi yên tâm đi. Địa Linh Lan Gia đáp. Ta tin ngươi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão sao có thể là tiểu nhân không đáng tin tưởng chứ? Phương Nguyên cười ha hả. Ngươi muốn bồi thường cái gì? Địa Linh Lan Gia hỏi. Phương Nguyên xoay chuyển ánh mắt. Thứ mà hắn muốn, rất nhiều. Đảng Hồn Sơn chính là bí cảnh thiên địa, duy nhất trong ngũ vực đảng hồn sơn sản xuất đảng thạch cổ chính là lũng đoạn mậu dịch chỉ cần hồn phách được cung ứng đầy đủ đó chính là mỏ vàng khai thác không bao giờ hết giá trị của nó vô cùng to lớn nếu nhân gấp 10, địa linh lan gia phải bồi thường cho phương nguyên một cái giá rất lớn nếu là phúc địa bình thường thậm chí là động thiên bồi thường như vậy chỉ sợ gom mình vào cũng không đủ nhưng đối với phúc địa lan gia mà nói lại hoàn toàn có năng lực lúc trước khi Phương Nguyên và Địa Linh Lan gia định ra minh ước bồi thường này, Phương Nguyên sao có thể không cân nhắc đến điểm đó chứ? Không hề nghi ngờ, Phúc Địa Lan Gia chính là đệ nhất Phúc Địa trong ngũ vực, nhất là sau khi Phúc Địa Vương Đình bị phá hủy. Nội tình của nó cực kỳ thâm hậu, hoàn toàn có khả năng bồi thường. Điểm này, Phương Nguyên hoàn toàn không nghi ngờ. Cái khác đặt sang một bên, đầu tiên Phương Nguyên nhắc đến cổ trí tuệ với Địa Linh Lan Gia, ta cần na di cổ trí tuệ vào trong không khiếu cho nên bồi thường thứ nhất chính là phương pháp di cổ trí tuệ phương pháp này là truyền thừa hạch tâm phái lan gia phương nguyên vẫn muốn giành được nhưng lần trước khi hai bên trao đổi chân truyền hắn cũng không lấy được địa linh lan gia vẫn luôn che giấu phương pháp này lão cũng không phải kẻ ngốc nếu trao đổi phương pháp này với phương nguyên chẳng phải đại diện cho việc phương nguyên có thể mang cổ trí tuệ đi sao mặc dù cổ trí tuệ là hoang dã cũng không thuộc về phái lan gia là do cổ tiên mau nhân đến phúc địa hồ tiên mang về. Sắc mặt địa linh lan gia lập tức thay đổi. Phương Nguyên trực tiếp đưa ra yêu cầu này giống như một thanh kiếm sắc trực tiếp đâm vào tim địa linh lan gia, khiến cho địa linh lan gia không thể không đồng ý. Địa linh lan gia vẫn luôn mưu đồ sử dụng thọ cổ không ngừng nuôi dưỡng cổ trí tuệ, mục đích khống chế cổ trí tuệ. Cho nên lão mới cam tâm tình nguyện bỏ ra thọ cổ giúp Phương Nguyên nuôi cổ trí tuệ. Đáng tiếc là, cho đến hiện tại địa linh lan gia vẫn chưa được toại nguyện. Phương pháp này từ đầu đến cuối không hề thấy hiệu quả. Hiện tại Phương Nguyên đưa ra yêu cầu này giống như một lần nữa lấy lại cổ trí tuệ. Như vậy, nỗ lực trước đó của địa linh lan gia đều sẽ trôi theo dòng nước, làm không công cho Phương Nguyên. Lão đương nhiên không cam tâm. Nhưng muốn để lão đưa ra một lý do thích đáng để phản đối, lão chưa thể tìm được. Dù sao, mặc dù cổ trí tuệ là hoang dã, nhưng chung quy cũng là cổ tiên mao nhân lấy từ phúc địa của phương nguyên ra. Thế là, giọng điệu của địa linh lan gia do dự, như vậy, có được không? Thật ra, nếu chúng ta khống chế được cổ trí tuệ, chúng ta có thể dùng nó làm hạch tâm xây dựng tiên cổ ốc ẩn sĩ cư. Có tiên cổ ốc này, không chỉ chúng ta có thể bảo vệ được bản thân, đồng thời còn có thể phòng bị tất cả mọi tính toán của người trong thiên hạ. Phương Nguyên cười nói, tuy kế hoạch của Thái Thượng Đại trưởng Lão rất tốt, nhưng nếu thực hiện lại rất khó khăn. Ngươi có nắm chắc có thể thực hiện nó một cách nhanh chóng không? Địa Linh Lan Gia nghẹn họng. Phương Nguyên lại nói, hiện tại thế cục nguy hiểm, ngươi che giấu cổ trí tuệ bất lợi, bị Phượng Cửu Ca phát hiện. Phượng Cửu Ca phát hiện, đại diện cho thiên đình cũng phát hiện. Bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ xâm lấn phúc Địa Lan Gia lần nữa. Đến lúc đó, nếu để bọn họ cướp đi cổ trí tuệ thì làm sao bây giờ? Địa linh lan gia thở dài thật sâu. Phương Nguyên nói đều là thật. Ẩn sĩ cư chỉ là lâu các không trung mà thôi. Còn ở trước mắt chính là thiên đình tấn công. Thật ra, địa linh lan gia cũng đã nỗ lực hết sức che giấu cổ trí tuệ, nhưng thủ đoạn điều tra của Phượng Cửu Ca chính là mở lối đi riêng. Trung Quy cũng đã bị Phượng Cửu Ca phát hiện. Cổ trí tuệ đã từng là vật của tinh túc tiên tôn. Bây giờ bị phát hiện, có thể nghĩ thiên đình tất nhiên sẽ vô cùng coi trọng nơi này lần tấn công tiếp theo nhất định sẽ hung mãnh, uy hiếp cực lớn. Phương Nguyên nói câu nào cũng có lý, nhưng bảo địa Linh Lan Gia từ bỏ kế hoạch của mình, lão đúng là không cam tâm. Lúc này, Phương Nguyên lại nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, thật ra tuy ẩn sĩ cư rất tốt nhưng cũng có chỗ bất lợi. Nếu xây dựng phúc địa Lan Gia thành thế ngoại đào viên không ai biết, như vậy cổ tiên Mao Nhân sẽ còn có động lực tích cực tu hành sao? Chúng ta muốn rèn đúc chính là bá nghiệp Mao Nhân nếu để cổ tiên mau nhân sinh sống dưới sự che đậy của ẩn sĩ cư, dần già chẳng phải trở lại dáng vẻ ban đầu sao? Ừm. Địa linh lan gia ngẩn ra, Phương Nguyên nói rất có lý. Cổ tiên mau nhân thiếu chính là cảm giác nguy cơ. Địa linh lan gia tiền nhiệm bảo vệ mao nhân quá tốt, khiến cho bọn họ không hề có năng lực tác chiến, đến mức ảnh tông xâm lấn, thiếu chút nữa đã bị ảnh tông chiếm được. Không thể trở lại tình huống như lúc trước được. Địa linh lan gia hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh, Phương Nguyên, yêu cầu này của ngươi, ta đồng ý, ta sẽ giao cho ngươi phương pháp này. Mười ngọn đản hồn sơn, phương pháp này đáng nửa ngọn. Được. Phương Nguyên không hoài nghi báo giá của địa linh Lan Gia. Địa linh Lan Gia cũng sẽ không nói dối. Giao dịch đàm phán với lão, đối với Phương Nguyên vô cùng có lợi. Tiếp theo, ta cần một ít thọ cổ. Phương Nguyên đưa ra yêu cầu bồi thường thứ hai. Nếu hắn cất cổ trí tuệ vào tiên khiếu chí tôn, tương lai hắn sẽ phải gánh trách nhiệm nuôi nấng. Mặc dù trong tay Phương Nguyên cũng có thọ cổ, nhưng chỉ dựa vào số hàng tồn này thì không được bảo đảm. Đi. Lần này địa linh Lan Gia đáp ứng rất sảng khoái. Lão là địa linh, chỉ có thể tồn tại bên trong phúc địa Lan Gia. Lão có thể tồn tại theo thời gian, cho nên không có nhu cầu đối với thọ cổ. Đương nhiên, cổ tiên mao nhân của phúc địa Lan Gia cũng cần duyên thọ nhưng mao nhân chính là dị nhân tuổi thọ cũng không thua kém nhân tộc bao nhiêu ngoài ra nuôi cổ trí tuệ rõ ràng quan trọng hơn so với duyên thọ của cổ tiên mao nhân nhiều thế là phương nguyên dùng bồi thường một nửa ngọn đảng hồn sơn để lấy rất nhiều thọ cổ bên trong phúc địa lan gia trường mao lão tổ là nhân vật của hơn ba trăm nghìn năm trước lịch sử của phúc địa lan gia cực kỳ lâu đời trải qua hơn ba mươi vạn năm đã vơ vét rất nhiều thọ cổ lần bồi thường này mặc dù phương nguyên đã móc đi hơn phân nửa hàng tồn nhưng phúc địa lan gia vẫn còn thừa rất nhiều phương nguyên tính toán một chút cứ như vậy nếu dùng hết thọ cổ cho hắn duyên thọ của hắn sẽ tăng lên bốn nghìn tuổi hồng liên ma tôn cũng chỉ sống hơn ba nghìn tuổi mà thôi điều này đồng nghĩa với việc nếu phương nguyên sử dụng toàn bộ số thọ cổ này hắn có thể sống càng lâu hơn so với hồng liên ma tôn đương nhiên điều kiện chủ yếu trong khoảng thời gian này hắn không bị ngoại lực tàn sát tính mệnh. Dùng những thọ cổ này để nuôi cổ trí tuệ, hiển nhiên có thể chống đỡ một khoảng thời gian rất dài. Nhưng Hồng Liên Ma Tôn là người có tuổi thọ ngắn nhất trong số các tôn giả. Vô cực Ma Tôn, cùng mang Ma Tôn sống hơn 6.000 tuổi. Đạo Thiên Ma Tôn sống hơn 7.000 tuổi, còn tuổi tác của cự dương tiên tôn thì vượt qua 8.000 tuổi. Ba vị sống lâu nhất đều nhập chủ thiên đình. Nguyên liên tiên tôn hơn một vạn hai nghìn tuổi, tinh túc tiên tôn một vạn nghìn tuổi, còn nguyên thủy tiên tôn thì cao đến hơn 2 vạn 5 nghìn tuổi. Ông là vị tiên tôn đầu tiên trong lịch sử nhân tộc, cũng là người sống lâu nhất trong tất cả tôn giả. Những tiên tôn, ma tôn đều sống rất lâu. Nhưng trong lịch sử cũng có không ít những cổ tiên bác chuyển, thất chuyển sống đến mấy ngàn tuổi. Sống lâu hơn tiên tôn, ma tôn cũng không thiếu người. Chỉ là loạn chiến ngũ vực sắp đến, đại thời đại sắp khai mạc, trong thời đại đó, thọ cổ sẽ càng ngày càng ít nhất là đại mộng tiên tôn thành tựu cửu chuyển thọ cổ sẽ cực kỳ thưa thớt không còn xuất hiện trong thiên địa nữa cho nên thọ cổ hàng tồn sẽ không có phương nguyên âm thầm suy nghĩ số thọ cổ trong tay hắn có giá trị cực lớn đồng thời sẽ không ngừng tiến lên theo thời đại không ngừng gia tăng giá trị dựa theo ghi chép trong lịch sử rất nhiều đại năng lão quái vì duyên thọ vì sống lâu thêm mấy ngày gần như cái giá nào cũng có thể bỏ ra Thọ cổ chỉ là phàm cổ mà thôi, nhưng trên sử sách có rất nhiều ví dụ ghi chép lại khoản giao dịch trao đổi thọ cổ. Hiện tại Phương Nguyên muốn bồi thường, địa linh lan gia tính toán giá trị là dựa theo giá trị của thọ cổ mà tính. Điều này đã giúp Phương Nguyên chiếm được rất nhiều tiện nghi. Đương nhiên, nếu phát triển tốt đảng Hồng Sơn, tiền cảnh cũng sẽ rất khả quan. Sau khi bồi thường thọ cổ xong, Phương Nguyên lại dùng một đảng Hồng Sơn để đổi lấy rất nhiều điểm cống hiến của phái lan gia, còn có tiên cổ nô thú. Phương Nguyên đã từng mượn dùng tiên cổ nô thú vài lần, rất thực dụng. Về phần thiên nguyên bảo Hoàng Liên, Phương Nguyên có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết được địa linh lan gia tuyệt đối sẽ không bồi thường con tiên cổ này. Như vậy, 10 ngọn đảng hồn sơn chỉ còn lại 7 ngọn. Lần này Phương Nguyên quyết định chơi lớn. Ta muốn dùng 7 ngọn đảng hồn sơn này đổi lấy một vật của phái ta. Phương Nguyên nói với địa linh lan gia. Địa Linh Lan Gia lập tức khẩn trương lên, không khỏi giật mình, vội hỏi, cô, ngươi muốn đổi cái gì? Đổi cái gì? Phương Nguyên cười nhạt, nói tiếp, tất nhiên là chân ý luyện đạo. Cô, ngươi biết trong phái ta có dấu chân ý luyện đạo, Địa Linh Lan Gia khiếp sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây chính là bí mật lớn nhất phái Lan Gia, đồng thời cũng là thứ có giá trị nhất trong kho tàng của môn phái. Cái gì là chân ý? Chân ý thật ra chính là một loại ý chí trí đạo nhắc đến ba nguyên tố chính là niệm ý tình chân ý chính là ý trong ba nguyên tố này đương nhiên không chỉ có chân ý mà còn có giả ý cố ý đắc ý khắc ý địch ý chiến ý nhiều không sao kể xiết ý có vô số nhưng chân ý lại là thứ có giá trị lớn nhất khiến cho tôn giả hay cổ tiên đều đuổi theo không ngớt ban nguyên bắt bộ bắt nguyên do cùng mang ma tôn dốc sức chế tạo ẩn chứa chân ý cùng mang vì thế Cổ tiên lực đạo thăng tiên ở băng nguyên bắc bộ này nhất định sẽ phát họa được chân ý cùng mang. Chân ý này có thể giúp cổ tiên gia tăng cảnh giới biến hóa đạo hoặc lực đạo. Trong mộng cảnh cũng chất chứa chân ý, phương nguyên thăm dò mấy mộng cảnh, sở dĩ có thể giúp cho cảnh giới lưu phái tăng lên, trên bản chất là do hắn hấp thu chân ý bên trong. Cho nên, chân ý thường mang ý nghĩa gia tăng cảnh giới. Ngũ vực loạn thế, tại sao lại là đại thời đại ầm ầm sống dậy xưa nay chưa từng có? Nguyên nhân cuối cùng chính là mộng cảnh hiện ra khắp mọi nơi, giúp cho rất nhiều người thăm dò thành công, thu hoạch được chân ý bên trong, từ đó gia tăng cảnh giới. Tích lũy cảnh giới thường phải mất một khoảng thời gian tương đối dài. Nhưng nhờ chân ý, quá trình được rút ngắn rất nhiều. Điều này dẫn đến tinh anh không ngừng xuất hiện các nơi trên thế gian, đỏ sức với nhau, truy đuổi chém giết, tạo thành loạn thế chưa từng có. Tầm quan trọng chân ý không cần nói cũng biết, mà chân ý cấp giữ bên trong chỗ sâu phái lan gia còn có địa vị lớn hơn nữa, bởi vì chân ý này bắt nguồn từ trường mao lão tổ. Trường mao lão tổ là ai? Đại năng bác chuyển luyện đạo, danh xưng đệ nhất tiên luyện đạo. Lịch sử nhân tộc vượt qua hơn một nghìn vạn năm. Trong khoảng thời gian này, kiệt xuất nhất về phương diện luyện đạo tổng cộng có ba người, theo thứ tự là thiên nan lão quái, không tuyệt lão tiên và trường mao lão tổ. Tài năng của trường Mao Lão Tổ về luyện đạo ngay cả đạo Thiên Ma Tôn, cự dương tiên tôn cũng phải cam bái hạ phong. Hai đại tôn giả đều lần lượt mời trường Mao Lão Tổ ra tay trợ giúp bọn họ luyện cổ. Có hậu nhân thống kê qua, cả đời trường Mao Lão Tổ ít nhất đã luyện thành 38 con tiên cổ. Con số này được tổng kết ra từ những sự kiện lịch sử vô cùng xác thực, không tính những truyền thuyết và cố sự. Nếu như tính luôn giả sử, Lời đồng các loại, số tiên cổ đủ để đột phá cửa ải 100 con. Càng kinh khủng hơn chính là, đa số tiên cổ đều không phải đẳng cấp lục chuyển mà là thất chuyển, bát chuyển. Chân ý luyện đạo phái Lan gia là chân ý mà Trường Mao lão tổ để lại sau khi chết, được bảo tồn rất toàn diện. Nếu Phương Nguyên có được chúng, hấp thu hết, cảnh giới luyện đạo của hắn sẽ tăng lên tình trạng chuẩn vô thượng đại tông sư. Điều này giống như một bước lên trời. Từ một con dung trong nháy mắt biến thành cự thú tiền sử, lại giống như tên ăn mày chịu đói đột nhiên trở thành người giàu nhất nước. Chính là khái niệm như vậy. Sở dĩ phải tăng thêm chữ chuẩn là vì cảnh giới vô thượng đại tông sư cần nội tình siêu việt toàn bộ thiên địa của một lưu phái, sáng tạo ra cái mới chưa từng có. Điểm này, Phương Nguyên đương nhiên làm không được. Nếu hắn có được chân ý luyện đạo, chỉ là kế thừa hoàn toàn cảnh giới của trường Mao lão tổ nhưng cũng không từ trên cơ sở này tiến thêm một bước có được nội tình luyện đạo siêu việt hơn toàn bộ thiên địa. Phương Nguyên cũng không hy vọng xa vời về cái gì là vô thượng đại tông sư. Hắn thấy, cái danh xưng này nhiều hơn chính là một sự vinh quang tối cao. Chủng vô thượng đã tuyệt đối đầy đủ cho Phương Nguyên, kinh thường toàn bộ cổ tiên luyện đạo ngũ vực lưỡng thiên. Chỉ cần có được số chân ý đó, hắn từ một khâu thấp nhất trở thành người đứng cao nhất. Cổ là thiên địa thật tinh, người là vạn vật chi linh thế gian không có cổ trùng mạnh nhất chỉ có cổ tiên mạnh nhất mà cái gì gọi là cổ tiên mạnh nhất cảnh giới tuyệt đối là một trong những tiêu chuẩn bình phán chủ yếu nhất có cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo giống như có được độ cao siêu nhiên có được căng cơ hùng hậu nhất dùng bảy ngọn đảng hồn sơn chỉ đổi lấy một ý chí phương nguyên có bị lỗ không đương nhiên là không lỗ rồi có thêm nhiều đảng hồn sơn chẳng qua cũng chỉ đại diện cho có thêm nhiều tài nguyên tu hành mà thôi mà trong số những tài nguyên tu hành đó, tài nguyên nào là quý nhất? Đáp án của câu hỏi này sẽ có rất nhiều người trả lời được. Ngươi muốn chân ý luyện đạo bản thể ta để lại sau khi chết? Tuyệt đối không có khả năng. Địa Linh Lan Gia từ chối ngay lập tức. Phương Nguyên đã sớm có chuẩn bị tâm lý đối với thái độ của Địa Linh Lan Gia. Hắn cười nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Phái Lan Gia chúng ta cất giữ ý chí này đến hơn 30 vạn năm, Chân ý này cứ giữ mãi mà không sử dụng thì chẳng khác nào vật chết. Chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại chân ý luyện đạo cho cổ tiên bao nhân sử dụng sao? Địa linh lan gia rất nhanh lắc đầu, từ khi có phúc địa lan gia, địa linh tiền nhiệm vẫn luôn thảo hạch, nhưng những cổ tiên bao nhân này vẫn còn chưa đủ tư cách. Vậy thì cho ta đi. Phương Nguyên lập tức nói. Ngươi, ngươi càng không có tư cách. Địa linh lan gia trực tiếp nói, thái độ cực kỳ kiên quyết. Phương Nguyên lại mỉm cười. Trước mắt, địa linh lang gia mà hắn đang nói chuyện là một người có chủ nghĩa mau nhân rất nặng, vẫn luôn kiên định cho rằng mau nhân ưu tú hơn nhân tộc. Địa linh lang gia ngay cả cổ tiên mau nhân cũng không để vào mắt, lại càng thêm chướng mắt nhân tộc là Phương Nguyên. Chân ý trường mau là côi bảo vô thượng của tộc mau nhân ta, cho dù cổ sư tiện nghi tộc mau nhân ta cũng không để cho một nhân tộc như ngươi hưởng dụng. Trong lòng địa linh Lan gia suy nghĩ đại khái chính là điều này. Phương Nguyên hít sâu một hơi, tiếp tục thuyết phục. Hắn đã sớm suy nghĩ thỏa đáng, lúc này trịnh trọng nói với địa linh Lan Gia, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, thế cục trước mắt không phải ngươi không rõ, vô cùng nguy hiểm. Thiên đình tấn công một lần không thành sẽ còn lần thứ hai, thứ ba. Cho đến khi hoàn toàn thành công hoặc hoàn toàn thất bại, thiên đình tuyệt không buông tha. Điều này ta hiểu. Giọng điệu của địa linh Lan Gia trở nên nặng nề. Nếu ta có chân ý luyện đạo, thực lực của ta sẽ tăng vọt, trợ giúp phái Lan Gia chống tự thiên đình. Phái Lan Gia giúp ta nhiều như vậy, đây chính là nhà của ta, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn thiên đình phá hủy nó. Ta thành tựu chuẩn vô thượng luyện đạo, ta sẽ luyện chế tiên cổ, cải tiến đại trận siêu cấp bên trong phúc địa Lan Gia. Ngươi cũng biết, ta kế thừa di tàng ảnh Tông, trong này có rất nhiều tin tức liên quan đến thiên đình và 10 đại phái Trung Châu. Trước đó chúng ta trao đổi chân truyền, lần này ta muốn đem những tin tức ra chia sẻ với ngươi. Ta đã suy tính được, đám người Phượng Cửu Ca đã lợi dụng sát chiêu định tiên du xâm lấn phúc địa. Sau khi chúng ta thỏa đàm bồi thường xong, ta sẽ lợi dụng cổ trí tuệ nghĩ ra thủ đoạn phòng bị định tiên du. Ngoài ra, đừng quên ta còn một số thuộc hạ. Những cổ tiên này ngươi cũng biết, đều là tin anh chiến đấu. Địa Linh Lan Gia im lặng. Phương Nguyên nói rất có lý. Thời kỳ hòa bình thì không sao, nhưng thế cục trước mắt, thiên đình ngấp nghé, nhìn chầm chầm, hoàn toàn không biết lần công kích sau sẽ là lúc nào. Địa linh lan gia không phải vô tri. Lão càng hiểu rõ thiên đình, áp lực trong lòng lại càng lớn. Mặc dù phái lan gia có thượng cổ chiến trận thiên bà Toa La, có thể so sánh với cổ tiên bác chuyển, nhưng trận chiến trước đó với Phượng Cửu Ca đã bộc lộ nhiều khuyết điểm. Phái Lan Gia rất cần nhiều trợ lực. Người tuyết, người mặt, người đá cũng có thể miễn cưỡng xuất động một chiến lực bát chuyển. Chiến lực mạnh nhất vẫn là Phương Nguyên bên này. Trong lòng địa linh Lan Gia đã sớm hiểu rõ, Phương Nguyên có ấn hộ thân nghịch lưu chính là chiến lực mạnh nhất trong số bọn họ. Tương lai của địa linh Lan Gia, phúc địa Lan Gia đều cần đến Phương Nguyên. Phương Nguyên, nếu ngươi cần luyện cổ, ta đích thân ra tay là được, đừng quên còn có các thái thượng trưởng lão khác, mọi người cũng có thể đồng loạt giúp ngươi. Địa linh lan gia im lặng một lát rồi lên tiếng. Phương Nguyên cười nhạt, lực của mọi người tuyệt đối không thể xem thường. Điều này ta đã sớm nhìn thấy trước đây khi ta nhờ các vị luyện cổ. Nhưng năng lực luyện đạo của mọi người có thể đánh đồng với chuẩn vô thượng sao? Đương nhiên không thể. Nhờ người khác luyện cổ và tự mình luyện cổ, trong đó có rất nhiều khác biệt, không phải sao? Địa linh lan gia một lần nữa im lặng. Đây đều là đạo lý hàng thật giá thật bày ra trước mặt địa linh lan gia, cho dù lão ta muốn phủ nhận cũng không được. Nhưng chỉ dựa vào đạo lý này sẽ không cách nào thuyết phục Phúc Địa Lan Gia. Phương Nguyên biết, hắn cần phải đổ thêm tình cảm vào. Thái thượng đại trưởng lão, quan hệ giữa chúng ta vẫn là thổ lộ tâm tình. Tình cảnh của ta bây giờ, ngươi còn không rõ ràng sao? Tâm ý của ta, ngươi còn không rõ ràng à? Sau khi ta thoát khốn, nhìn thấy tin tức phúc địa lan gia bị tiến đánh ta rất lo lắng giống như có một ngọn lửa bốc cháy trong lòng hận không thể ngay lập tức trở về phái lan gia là nhà của ta thiên hạ lớn như vậy cũng chỉ có nơi này mới dung được ta mặc dù ta là nhân tộc nhưng ta vẫn muốn trở thành tộc ma nhân đáng hận là thương sinh trêu đùa để ta sinh ra là người chứ không phải là ma nhân cao quý nhưng ta đồng ý vĩnh viễn trở thành ma nhân trong tương lai ta càng muốn vĩnh viễn sinh sống bên trong phúc địa lan gia tương lai thành thân với tuyết nhi đoàn kết các dị nhân khác phụ tá ngươi thành tựu bá nghiệp mao nhân thống nhất thiên hạ phương nguyên nói rất hay ngay cả người cũng phải nổi da gà địa linh lan gia thở dài một tiếng phương nguyên ta hiểu tâm ý của ngươi chỉ là can hệ trọng đại ta phải cân nhắc thật đầy đủ suy tính kỹ càng một phen hiện tại ta không thể đưa ra quyết định này tinh mang lóe lên trong mắt phương nguyên rồi biến mất Tình huống này tuyệt không để địa linh lan gia suy nghĩ nhiều. Lão càng nghĩ, hy vọng của Phương Nguyên càng nhỏ. Phương Nguyên nói tiếp, Thái Thượng Đại trưởng Lão, ngươi suy nghĩ nhiều một chút cũng đúng. Mặc kệ ngươi suy nghĩ bao lâu, ta cũng sẽ chờ câu trả lời chắc chắn của ngươi. Lúc này, ta sẽ tiếp cận thiên đình, giúp toàn lực tìm hiểu tin tức về họ. Bọn họ vừa có động tĩnh khả nghi, ta sẽ bẩm báo với ngươi ngay. Lời nói này khiến địa linh lan gia lập tức đưa ra quyết định. Lão than khổ một tiếng, thế cục nguy hiểm, nếu còn giữ chân ý, chỉ sợ ngay cả phúc địa lan gia cũng không gánh nổi. Phương Nguyên ngươi là người một nhà, ta tin được. Nói thật, nếu ngươi là mau nhân, chỉ sợ ta đã sớm giao toàn bộ phái lan gia cho ngươi. Chân ý luyện đạo này, ta sẽ đưa cho ngươi. Ta nhất định không cô phụ sự chờ đợi của đại nhân ngươi. Trung Châu, Thiên Đình Phù 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 Tử vi tiên tử đứng im ngay tại chỗ, con người co lại bằng lỗ kim thở hổn hển gương mặt của nàng vẫn còn đường vẽ sợ hãi vẫn còn chưa rút đi chung quanh nàng là một khoảng đất trống tiên cổ ốc bát chuyển rộng lớn điện trấn hồn đã hoàn toàn biến mất đảng hồn sơn là bí cảnh thiên địa có rất nhiều đạo ngân có thể so sánh với tiên cổ cửu chuyển một khi nó tự bạo vi năng bạo phát sẽ kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng điện trấn hồn đáng thương hoàn toàn không có thời gian phản ứng hơn nữa lại phát sinh nổ lớn từ bên trong, trở thành vật hy sinh cho đảng hồn sơn. Tử vi tiên tử lại lông tóc không tổn hao gì. Chung quanh nàng lóe lên từng điểm tinh mang, sáng đến chói mắt, giống như trên người nàng được phủ thêm một lớp sa mỏng. Đây là tiên cổ ốc tinh túc kỳ bàn, là tiên cổ ốc do đích thân tinh túc tiên tôn sáng tạo nên. Lần này, nếu như không có tinh túc kỳ bàn chủ động bảo vệ ta, cho dù ta không chết cũng phải bị trọng thương tử vi tiên tử miễn cưỡng trấn định nheo hai mắt lại sắc mặt của nàng trở nên âm trầm đảng hồn sơn đã bị hạ thủ đoạn trước đó ta đã kiểm tra mấy lần cũng không phát hiện được gì chỉ sợ đây là thủ bút của u hồn ma tôn ta vì đối phó ảnh tông đã sớm tìm hiểu rõ ràng truyền thừa hồn đạo ở thiên đình nhưng vẫn mắc lừa như cũ bị phương nguyên tính toán có thể thấy được nội tình liên quan đến hồn đạo mà thiên đình cất giữ vẫn còn thua kém u hồn ma tôn tinh túc kỳ bàn cũng bị tổn hại không ít mặc dù tử vi tiên tử không bị thương nhưng nghĩ lại tổn thất và hung hiểm lần này quả thật muốn thổ huyết nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía trước trước mặt nàng ta có một bóng đen nồng đậm thâm trầm đến cực điểm giống như một cái đầm sâu không ngừng tản ra ánh sáng màu đen u hồn ma tôn tử vi tiên tử hận đến nghiến răng nghiến lợi đảng hồn sơn nổ tung chẳng những không thương tổn được u hồn ma tôn ngược lại còn khiến ông ta nhân họa đắc phúc ẩn thân bên trong đạo ngân hồn đạo tẩm bổ bản thân thủ đoạn đảng hồn sơn tự bạo vốn do ông ta sáng tạo ra sau khi hồn bạo điện trấn hồn bị phá hủy u hồn ma tôn tạm thời cũng được tự do u hồn ma tôn cũng không mù quáng chạy trốn mà nhân cơ hội này giấu mình bên trong đạo ngân hồn đạo như vậy thiên đình muốn sưu hồn ông ta còn không biết phải chờ đến lúc nào vốn điện trấn hồn đảm đương trách nhiệm sưu hồn nhưng bây giờ điện trấn hồn đã không còn nữa. U hồn ma tôn nhờ địa lợi lâm thời này không ngừng phục hồi như cũ. Hừ, ngươi cứ việc kéo dài hơi tàn đi. Tử Vi tiên tử cười lạnh. Chỉ cần còn ở bên trong thiên đình, U hồn ma tôn giống như cá trong chậu, tuyệt không trốn thoát được. Kết cục của U hồn ma tôn sẽ không thay đổi. Nhưng thiên đình muốn thanh trừ hết đạo ngân hồn đạo cũng có chút phiền phức, ít nhất phải tốn một khoảng thời gian. Bên trong vòng xoáy hắc ám, không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến u hồn ma tôn từ đầu đến cuối vẫn duy trì im lặng tức giận trong lòng tử vi tiên tử càng nhiều hơn nhưng lúc này một tiếng sấm đổ vang từng luồng thiểm điện chiếu sáng một phương thiên đình sấm sét giữa trời quang sấm sét vang dội đây là dị tượng trong tiên mộ khi long công thức tỉnh đã làm cả thiên đình chấn động lần này thức tỉnh không biết là vị tiên hiền nào tử vi tiên tử đưa mắt nhìn ra xa phát hiện cảnh tượng này, trước kinh sau vui. ầm ầm Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời lượng vòng mấy chục luồng sấm sét sau đó ngưng lại thành một đoàn. Điện quang màu xanh đậm bỗng nhiên nổ tung. Một bóng người nhảy ra từ bên trong quả cầu sét Tốc độ bóng người cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã bay đến trước mặt tử vi tiên tử, phiêu phù giữa không trung. Thì ra ta cảm ứng không sai. U hồn ma tôn, ngươi đúng là đã bị bắt. Ha ha ha! Vị cổ tiên vừa mới thức tỉnh cười ha hả. Tử vi tiên tử cẩn thận phân biệt, chỉ thấy người này có hình dáng thiếu nữ, người mặc áo giáp đen nhánh, giữ tận trương dương, bên trên không ngừng có lôi quang lấp lóe. Phần áo giáp trước ngực còn có một cái đầu quỷ màu xanh đậm mở ra cái miệng máu. Mũ giáp của nàng ta cũng rất quỷ quái, có chút chênh lệch với dung mạo thanh tú, thậm chí khả ái của nàng ta. Tiên mộ thâm bất khả trắc, Tử Vi tiên tử cũng không biết bên trong có bao nhiêu đại năng đang ngủ đông, nhưng nàng biết lai lịch của người trước mắt. Lúc này, Tử Vi tiên tử chủ động hành lễ, vãn bối Tử Vi bái kiến tiên hiền Lôi Quỷ chân quân. "Ồ, bây giờ là lúc nào?" Còn có người nhớ kỹ Tôn Hào của Tỉnh Lang ta. Thiếu nữ khả ái hơi ngạc nhiên, chuyển ánh mắt sang người Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử cảm thấy phấn chấn trong lòng. Vị Tỉnh Lang này là đại năng Hắc Thiên tự tuyển chọn lên, chủ tu hai đại lưu phái một là lôi đạo hai là hồn đạo hai lưu phái này không hề bài xếp nhau chút nào thủ đoạn giúp cho hai đại lưu phái không bài xếp nhau do nàng ta sáng tạo ra chỉ có lôi đạo hồn đạo mới như vậy tỉnh lan thuộc thời đại của u hồn ma tôn là cổ tiên rất nổi tiếng cực kỳ am hiểu chiến đấu là tướng tài đắc lực đối kháng u hồn ma tôn của thiên đình nàng đã từng mang đến phiền phức rất lớn cho u hồn ma tôn nhưng sau khi u hồn ma tôn thành tôn tàn sát thiên hạ, không ai có thể ngăn cản, tỉnh lang cũng chỉ có thể kết thúc qua loa, sau đó ngủ say trong tiên mộ. Ngẫm lại, sát tính của u hồn ma tôn rất mạnh, tỉnh lang có thể giữ được tính mạng, có thể thấy được thủ đoạn của người này rất mạnh. Tiền bối có kinh nghiệm đối phó với u hồn ma tôn rất phong phú, tử vi muốn thỉnh giáo, tình huống trước mắt nên ứng đối ra sao. Sau khi trao đổi một phen, tử vi tiên tử lại thi lễ, hỏi. Tỉnh Lan nheo mắt, hừ lạnh một tiếng, nếu ta có đủ tiên cổ, xác rùa đen này, ta có thể trong 33 ngày để đánh vỡ. Cổ tiên ngủ say, gần như phải giao lại toàn bộ tiên cổ, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ cực kỳ cá biệt. Dù sao số tiên cổ này cũng cần chăm sóc và nuôi nấng cẩn thận. Tử vi tiên tử nhắm mắt, tìm đọc cổ trùng tính đạo bên trong hư khiếu một chút, sau đó có chút ngượng ngùng. Sao vậy? tĩnh Lan hỏi. Tiên cổ tiền bối để lại, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho nên đã lần lượt hư hại. Tử Vi Tiên Tử đáp, dùng cho chính đạo thiên đình tổn hại thì tổn hại, đây cũng là vật tận kỳ dụng. Tĩnh Lan mỉm cười, cũng chẳng quan tâm, chợt hỏi, còn thừa lại bao nhiêu? Tử Vi Tiên Tử kỹ càng trả lời một phen. Tĩnh Lan hơi cau mày, còn thiếu ba con tiên của Hạch Tâm, rất nhiều thủ đoạn đều không dùng được. Nếu để ta ra tay đối phó U Hồn Ma Tôm chỉ sợ phải cần 3 tháng mới có thể giải khai được chỗ này. Tử vi tiên tử lập tức có chút thất vọng. Dựa vào thủ đoạn của nàng, dựa vào tin túc kỳ bàn, muốn giải quyết nơi này, một lần nữa bắt giữ u hồn ma tôn, chỉ cần 2 tháng là được. Chi bằng như thế này, mặc dù u hồn ma tôn đã bị bắt đến thiên đình, nhưng truyền nhân của ông ta lại rất nhiều. Lần này đảng hồn sơn nổ tung cũng là thủ bút truyền nhân ông ta. Tử vi tiên tử nói. Hừ, ma đạo tặc tử người người có thể tru diệt ngươi nói như vậy là muốn ta diệt trừ truyền nhân u hồn ma tôn mau nói truyền nhân này ở đâu ta sẽ rút gân lột da chém đầu hắn xuống đưa đến trước mặt u hồn ma tôn để ông ta thưởng thức một chút ha 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 tĩnh lan cười to chiến ý sôi trào có tiền bối ra tay phương nguyên nhất định sẽ không may về phần vị trí của hắn tử vi tiên tử mỉm cười tự tin chỉ cần tiền bối đợi một lát, vãn bối sẽ suy tính ra cho ngài. Cổ thông thiên Địa linh lan gia câu thông bảo hoàng thiên, nhanh chóng hoàn thành giao dịch tiên cổ với phương nguyên. Tốc độ hai người giao tiếp rất nhanh. Chỉ trong mấy nháy mắt đã công thành lui thân. Đây là tiên cổ đạo khả đạo. Địa linh lan gia đánh giá tiên cổ trong tay. Chỉ thấy con tiên cổ này đầu đuôi mượt mà, toàn thân đen nhánh, chia thành nhiều đoạn. Địa linh lan gia thôi động, tiên cổ đạo khả đạo bắt đầu phát ra tinh quang một lát sau sắc mặt địa linh Lan gia vô cùng khó coi quả nhiên là có ám thủ bố trí nhờ tiên cổ đạo khả đạo địa linh Lan gia phát hiện bên trong phúc địa Lan gia có thêm rất nhiều đạo ngân những đạo ngân này đang lẫn vào nhau hình thành diệu dụng kỳ diệu khi đám người phượng cửu ca tấn công phúc địa Lan gia đã lặng lẽ động tay động chân Phương Nguyên đã từng trúng bất diệt tinh tiêu của tử vi tiên tử, xem như ngã một lần không hơn một lần. Cộng thêm Phượng Cửu Ca rút lui một cách dứt khoát như vậy, Phương Nguyên suy tính một chút, lập tức biết được bọn họ rất có thể đã lưu lại ám thủ, thuận tiện cho lần xâm nhập tiếp theo. Phương Nguyên liệu không sai. Xem ra cần phải dọn sạch những đạo ngân này. Sau đó chờ hắn trở về, cùng nhau di chuyển phúc địa Lan Gia. Địa Linh Lan Gia lẩm bẩm. Mặc dù đám người phượng cửu ca thông qua định tiên du xâm nhập Phúc Địa Lan Gia, nhưng trải qua trận này, nơi ở của Phúc Địa Lan Gia bây giờ đã không an toàn. Quyết định như vậy đương nhiên là ổn thỏa, đồng thời rất sáng suốt. Bởi vì Phượng Tiên Thái Tử không hề rời đi, nếu Địa Linh Lan Gia mù quán di chuyển Phúc Địa Lan Gia, động tĩnh tất nhiên rất lớn, chủ động bộc lộ vị trí chân chính của mình. Cùng phong đập vào mặt. Phương Nguyên giống như mũi tên xuyên thẳng thương khung, những đám mây trắng đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Lần này hắn muốn bắt lại thượng cực thiên ưng, nhưng gặp phải lục quý nhân, cho nên kế hoạch thất bại. Nhưng không phải hắn không có thu hoạch. Phương diện này còn phải cảm ơn thiên đình. Nếu không có áp bách bên ngoài như thế, địa linh lan gia tuyệt không có khả năng giao chân ý luyện đạo cho Phương Nguyên. Cho dù là như vậy, Phương Nguyên cũng phải hao hết nước miếng mới miễn cưỡng thuyết phục được địa linh lan gia. Hai bên câu thông hoàn tất, Phương Nguyên lập tức lên đường trở lại Phúc Địa Lan Gia, chuẩn bị lấy lại cổ trí tuệ và chân ý luyện đạo. Cổ trí tuệ không thể thông qua bảo hoàng thiên truyền tống. Ảnh hưởng mà tiên cổ cửu chuyển đưa đến cực kỳ lớn. Mặc dù trước mắt thiên đình đã biết cổ trí tuệ, nhưng thiên đình biết và thiên hạ biết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Về phần chân ý luyện đạo, mặc dù địa linh lan gia đồng ý đưa cho Phương Nguyên, nhưng cũng yêu cầu Phương Nguyên phải tiến hành trao đổi bên trong phúc địa Lan Gia mà không phải thông qua Bảo Hoàng Thiên. Địa Linh Lan Gia cũng biết mạo muội di chuyển phúc địa Lan Gia sẽ nguy hiểm đến cỡ nào. Lần này đối mặt thiên đình, cho nên áp lực trong lòng lão rất lớn. Không chỉ muốn Phương Nguyên trở về, đồng thời lão còn muốn bàn bạc với tộc người đá, muốn điều tạm chiến lực bắt chuyển của họ là Thạch Long Thái Cổ đến trấn thủ phúc địa Lan Gia. Lần này trở về, không chỉ lấy lại cổ trí tuệ, chân ý luyện đạo, còn muốn nhờ vần sáng trí tuệ phá giải sát chiêu tiên đạo phượng cửu ca dùng để xâm lấn phúc địa lan gia tu bổ lại tiên trận siêu cấp còn nữa ta bị thủ đoạn của lục quý nhân vây khốn nhưng cũng có chỗ lĩnh ngộ nhất là trong giấc mộng lần thứ ba có lẽ thông qua vần sáng trí tuệ này ta có thể hoàn thiện những lĩnh ngộ đó nhớ đến lục quý nhân ánh mắt phương nguyên lấp lóe vài lần hắn gần như có thể khẳng định lục quý nhân chính là truyền nhân của nhạc thổ tiên tôn Muốn đối phó ông ta, cũng không phải Phương Nguyên hiện tại có thể làm được. Trên thực tế, Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, đối phó cổ tiên bác chuyển, chỗ dựa lớn nhất chỉ là ấn hộ thân nghịch lưu. Những thủ đoạn còn lại cũng không xuất chúng. Sao? Đột nhiên sắc mặt Phương Nguyên thay đổi. Hắn cảm thấy quỷ quan y của mình đang giảm xuống nhanh chóng, rất nhanh giống như ánh nến trong mưa gió. Không ổn rồi, đang có người suy tính vị trí của ta. Thủ đoạn trí đạo rất lợi hại, tất nhiên là do đại năng trí đạo bác chuyển ra tay. Phương Nguyên vội vàng thôi động sát chiêu tiên đạo Diêm La. Sau một khắc, cả người hắn phát sinh thay đổi. Quỷ quan y và quỷ bất giác nối liền với nhau. Quỷ quan y chỉ là sát chiêu tiên đạo thất chuyển, nhưng sau khi tương thông với sát chiêu quỷ bất giác cửu chuyển, lại có được uy năng của cửu chuyển. Ồ! Lần này đến phiên tử vi tiên tử bên trong thiên đình kinh ngạc. Nàng vốn rất tự tin nhưng không nghĩ đến độ khó suy tính phương nguyên lại tăng lên gấp vô số lần. Tại sao lại như thế? Tử vi tiên tử cao mày. Thế nào, có khó khăn gì sao? Lôi quỷ chân quân tỉnh lang bên cạnh hỏi. Gặp một ít phiền phức. Ta có tiên cổ ám độ, lại có cổ nguyệt phương chính trong tay, đây đều là manh mối quan trọng, nhưng lại không tính ra phương nguyên. Tử vi tiên tử cười nói, đáng tiếc, đổi lại trước đó, ta cũng chỉ có thể thất bại mà quay trở về nhưng lần này hắn cho nổ đảng hồn sơn mặc dù căn nguyên là ở chỗ u hồn ma tôn nhưng hắn cũng tham gia vào trong đó tạo thành thương tổn cho tin túc kỳ bàn điều này đã giúp cho ta có thể suy tính ra nói xong ngón tay tử vi tiên tử kết động bên cạnh bỗng nhiên nổi lên gợn sóng hơi mờ một vị cổ tiên bác chuyển từ bên trong gợn sóng bước ra tử vi đại nhân gọi tại hạ có chuyện gì không người này là Trần Y, vốn tiếp ứng đám người Phượng Cửu Ca. Nhưng sau khi Phượng Cửu Ca trở về, nhiệm vụ của ông ta không còn, được tử vi tiên tử triệu hồi về thiên đình. Nào, ngươi hãy xuất ra sát chiêu nhân quả thần thụ. Ta muốn nhờ sức mạnh của ngươi suy tính ra vị trí của phương nguyên. Tử vi tiên tử ra lệnh. Trần Y không người tuân mệnh, lập tức thôi động nhân quả thần thụ. Nhờ sát chiêu truyền kỳ này, tử vi tiên tử thôi động tinh túc kỳ bàn, rốt cuộc đột phá nan quan, tính ra được vị trí cụ thể của phương nguyên không ổn rồi một khắc phương nguyên bị suy tính diêm la đột nhiên nổ tung nổ ra chân thân của hắn quỷ bất giác và quỷ quang y kết nối hoàn toàn sụp đổ quỷ bất giác bình yên vô sự nhưng quỷ quang y lại bị phá hủy vị trí của ta bị bại lộ rồi có thể bài trừ được diêm la của ta lại sau thời gian tiến đánh phúc địa lan gia mười phần là thiên đình ra tay một lát sau suy nghĩ trong đầu phương nguyên thay đổi thật nhanh cổ nguyệt phương chính bị mang đi y và phân thân lục chuyển trụ đạo của ta có liên hệ huyết thống nhưng phân thân của ta lại nằm trong tiên khiếu chí tôn manh mối này dùng không được rồi trước đó tiên cổ ám độ của ta rơi vào tay thiên đình manh mối này vô cùng quan trọng nhưng chỉ dựa vào cái này không đủ đánh diêm la của ta như vậy thiên đình vận dụng là thủ đoạn gì lại có thể thu thập được manh mối có liên quan đến ta. Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng di chuyển. Hiện tại vị trí của hắn đã bại lộ, cứ ở lại một chỗ tất nhiên là kế sách không ổn. Việc cấp bách bây giờ là không ngừng di chuyển vị trí. Cùng lúc đó chữa trị quỷ bất giác nghĩ ra phương pháp giải quyết nang đề trước mắt. Trăng rắc. Phương Nguyên phi hành hai ba canh giờ, bỗng nhiên từ vạn dặm trời trong bột phát một luồng sấm sét sấm sét trực tiếp nhắm thẳng vào Phương Nguyên, đánh xuống thật mạnh. Phương Nguyên đã sớm có phòng bị, vội vàng né tránh. Sấm sét vành một tiếng nện xuống mặt đất, điện quang hình thành một bóng người. Bóng người nhanh chóng trở nên rõ ràng. Lôi quỷ chân quân tỉnh lang thân mang áo giáp đen giữ tận nửa ngồi trên mặt đất. Xì 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 xì. Vô số luồng điện quang nhỏ bé lượn lờ trên khôi giáp của nàng ta. Một hố sâu xuất hiện đáy hồ đã bị nướng thành than cốc đen ngòm. Bởi vì nhiệt độ cao mà bốc lên một luồng khói màu trắng. Tỉnh Lan chậm rãi đứng dậy. Vốn dáng người nàng ta lanh lợi, nhưng sau khi mặc áo giáp vào, lại cao đến hơn một trường, hình thể khôi ngô khổng lồ. Hoành Ký tức bát chuyển tràn ngập, nguy nga như núi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên giữa không trung, lạnh giọng nói, ngươi chính là Phương Nguyên. Còn muốn trốn đi đâu nữa? Cổ tiên bác chuyển Trung Châu Hơn nữa nhìn tư thế này Chỉ sợ là người của thiên đình Con ngươi phương nguyên hơi co rụt lại Cảnh giác trong lòng càng cao hơn Sát chiêu tiên đạo vạn ngã Thần quang lóe lên trong mắt phương nguyên Đối với đại địch la lẫm trước mắt Hắn ngang nhiên ra tay Một lát sau Rất nhiều phương nguyên lan tràn đến chân trời Vốn vạn dặm trời trong không mây Tỉnh Lan đã bị rất nhiều hư ảnh lực đạo của Phương Nguyên bao phủ đại quân phần phật một tiếng, nhấc lên hải khiếu kinh thiên đánh tới tỉnh Lan. Tỉnh Lan nhắm mắt lại sau đó mở ra, vốn trong mắt màu đen lại biến thành màu xanh thẳm. Điện mang vô tận giống như vòng xoáy không ngừng xoay tròn trong mắt của nàng. Ánh mắt nàng quét ngang bốn phía, nhưng không phát hiện được chân thân của Phương Nguyên. Gặp mặt từng quen biết. Hừ. Tỉnh Lan không vui hừ lạnh một tiếng, bỗng há miệng ra. Trống. Nàng gào thét một tiếng, lôi minh cuồn cuộn. Bên trong tiếng gầm mang theo điện mang màu lam, lấy nàng làm trung tâm, khuếch trương bốn phương tám hướng. Đến chỗ nào, hư ảnh lực đạo của phương nguyên ngay cả thời gian một hơi thở cũng không cản nổi, ầm ầm sụp đổ. Dưới một chiêu, vạn dặm trời trong lại xuất hiện, hư ảnh lực đạo của phương nguyên đều bị phá hủy, chỉ còn lại chân thân của hắn. Lôi đạo bát chuyển. Vì sao ta còn cảm nhận được khí tức hồn đạo trên người nàng ta? Phương Nguyên cao mày. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc vì vạn ngã bị phá hủy. Sát chiêu vạn ngã vốn chỉ để thăm dò. Đối mặt với sát chiêu cổ tiên bác chuyển, số lượng vạn ngã có nhiều hơn cũng khó mà đưa đến tác dụng lớn. Sát chiêu tiên đạo nhiên niệm phi thạch. Sát chiêu tiên đạo tử niệm động tất linh động tinh mang. Song Trưởng phương nguyên đẩy ra, vô số lưu tinh kéo theo cái đuôi thật dài đánh tới Tỉnh Lang trên mặt đất. Sau khi hoàn thành một chiêu này, tay phải hắn nắm lại sau đó đột nhiên vung ra. Lập tức bắn ra vô số tinh mang màu tím sáng chói mắt. Con người lôi điện tỉnh lan nhìn thấy nghiêng niệm phi thạch, đầu tiên là khinh thường, nhưng sau khi nhìn thấy tinh mang của tử niệm động tất linh động, con người hơi co rụt lại. Sát chiêu này tuyệt diệu, ta cần phải tránh đi. Suy nghĩ trong đầu tỉnh lan khẽ động, răng rắc một tiếng, thân hóa thành điện quang bắn về phía phương nguyên. Nhanh nhanh nhanh, tốc độ của nàng rất nhanh khiến phương nguyên phải cảm thấy kinh ngạc đồng thời điện quang còn cực kỳ linh hoạt nhưng cũng không phải mạnh mẽ đâm tới chỗ nào gặp phải nhiên niệm phi thạch tất cả đều bị phá tan nhưng nếu gặp phải tinh mang tử niệm động tất linh động nàng ta liền né tránh thế công phương nguyên bàn bạc nhưng tỉnh lan lại bất khả chiến bại chuyển hướng mấy lần trên không trung đã vọt đến trước mặt phương nguyên đến hay lắm phương nguyên âm thầm nghiến răng bỗng biến thành kiếm giao thượng cổ duỗi ra lợi trảo hung hăng chọc vào tỉnh lan tỉnh lan một thân áo giáp khổng lồ nặng nề nhưng so với kiếm dao do phương nguyên biến ra lại có vẻ rất nhỏ bé nhưng nàng ta lại hung mảnh vô cùng khẽ quát một tiếng không tránh không né trực tiếp dùng sừng nhọn trên mũ giáp vọc đến long trảo hoành một tiếng vang thật lớn hai bên đều hung hăng bắn ra móng vuốt phương nguyên da xốp da mềm bị lực phản chấn chấn động đến rung lên sừng nhọn trên mũ giáp bị bẻ gãy. Toàn bộ mũ giáp xuất hiện vết rạn, đồng thời Tĩnh Lan còn cảm nhận một chút choáng váng. Đây chính là ấn hộ thân nghịch lưu. Tĩnh Lan biết rõ. Nàng ta xuất thân từ Thiên Đình, tất nhiên được Tử Vi tiên tử cung cấp đầy đủ tin tức có liên quan đến Phương Nguyên. Cho nên, Tĩnh Lan cũng không giật mình. Tất cả đều nằm trong dữ liệu của nàng ta. Nàng ta chỉ cười ha hả một tiếng, một lần nữa biến thành điện quang bay đi điện mang quanh thân bộc phát đánh về phía phương nguyên phương nguyên đối kháng tỉnh lan không hề sợ hãi chút nào song phương ngươi đến ta đi kịch đấu không ngớt trên không trung đánh đến nhật nguyệt vô quan thiên địa biến sắc phương nguyên ỷ vào ấn hộ thân nghịch lưu đánh với tỉnh lan đến cân sức ngang tài nhưng hắn lại vừa đánh vừa rút lui nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha